Chào các bạn trở lại với hệ sinh thái. Thì hôm nay cũng là cuối tuần rồi, cho nên mình cũng đang trên đường mình chạy đến nơi mà bán cá biển đó các bạn. Thì cũng không có xa mình lắm đâu, cũng khoảng chừng cỡ 25 nửa phút mà. Thì mình đi đến mình coi họ có cái gì lạ không, mình xem có cái gì mình thích không. Thì nói chung khi mà mình chơi mấy cái này đó các bạn, mình cũng phải để ý một phần nào. Thí dụ như mình đi mua cái con sinh vật đó các bạn, nhìn nó coi nó có khỏe mạnh không. Thí dụ như con cá đó, mình nhìn vào cặp mắt của nó, rồi mình nhìn cái làn da của nó, ví dụ như mình nhìn đuôi đồ của nó coi nó có bị chạy trội gì hay không. Thì đâm ra con cá mình thích là một chuyện các bạn, nhưng mà mình mua mình phải để ý kỹ, tại vì những con cá ngày hôm nay không có bảo đảm nữa khi mà mình mua về tới nhà đó các bạn. Mà nếu mà là nó chết thì tức là mình chịu đó. Thì đâm ra một con cá bây giờ mấy chục đồng, cái trăm đồng, rất là đắt tiền, cho nên mình phải cẩn thận vấn đề này. Còn về cái san hô đó các bạn, thì về cái san hô thì các bạn phải nhìn nó kỹ, coi ở trên nó có bị chày chỗ không, hoặc là ở dưới góc của nó đó các bạn, nó có bị những cái tissue đó, những cái làn da mỏng của nó có bị chày hay không. Tại vì mấy cái này rất là quan trọng. Tuy là một ít nhỏ thôi, nhưng mà về nhà đó thì thứ nhất là cái hồn mình nó khác rồi, mình bỏ nó vào thì cái sự nhạy cảm của nó rất là dễ dàng để cho nó chết. Cho nên mình phải rất cẩn thận về vấn đề này. Tại vì bây giờ san hô thì đôi khi trăm đồng, có mấy trăm đồng một con. Cho nên nếu mà mình không khéo thì mình mua về mình chơi có một thời gian ngắn thôi mà nó không còn sống đó, thì mình cứ đổ tiền ra mình mua thì rất là uổng. Thì chút xíu nữa là mình sẽ đến nơi. Thì mình có mua mấy cái bông biển này ha, nó nằm ở trong cái thùng này. Chút xíu nữa mình về mình sẽ mở cùng các bạn cùng xem ha. Thì nói chung ở nơi mình ở đây các bạn, những cái nơi họ bán cá biển cũng rất là nhiều, cách mình khoảng chừng nửa tiếng, 25 phút đồ thì mình tới đây mình mua. Thì mình khi mà là khách quen mình tới mình coi những cái con đẹp người ta bán, mình giá cũng rất là nới đó. Cho nên chút xíu nữa mình về sẽ mở cùng các bạn cùng xem nha. Thì các bạn thấy nó trong đây đây, thì mình mua cái bông này là cái bông biển mà hải quỳ mà xanh các bạn ha. Khi mà nó vào đèn rất là đẹp đó, đây đó. Rồi bây giờ thì mình tới nhà rồi các bạn, bây giờ mình sẽ mang nó vào trong nhà đây ha. Mời các bạn cùng xem đây. Mình sẽ làm những cái động tác như thường lệ mình làm ha. Tức là trước hết á, mình sẽ lấy cái nước hồ của mình đổ vào đây, mình để chút xíu cho cái nhiệt độ nó điều hòa với nhau các bạn. Thì cũng như thường lệ các bạn, mình sẽ lấy cái nước trong hồ của mình đổ vào đây ha các bạn ha. Mình để cho cái nhiệt độ nó điều hòa rồi sau đó mình mới bỏ nó vào trong hồ cá của mình. Thì việc đầu tiên các bạn cũng như mình làm thường lệ ha, mình sẽ lấy nước ở trong cái hồ của mình sẽ đổ nó vào trong đây. Mình từ từ, thêm một miếng nữa ha. Đó. Rồi rốt cuộc mình cũng đã bỏ cục đá này vào trong nước xong rồi ha các bạn ha. Đây là những cái bông biển đây, anemone mình mua hồi sớm về đây. Có tất cả là ba con, một con ở phía sau. Hai cái con này là màu xanh ha. Cái đầu của nó, cái mắt đầu của nó là màu trắng trắng xanh xanh nên rất là đẹp. Nhưng mà có lẽ là mới quá, mình chưa thấy được cái màu sắc của nó nguyên vẹn đâu. Còn cái con đằng sau thì nó giống như cái con này ha, con đỏ, silver tip. Thì cái cá hề này nó rất là thích các bạn thấy không, nó treo bên đây xong rồi nó chạy qua bên đây làm vũ trò hết ha. Đó còn thấy chưa, đó giờ mình quay phía sau cùng xem nha. Có rất là nhiều cái spawn đây, thật sự là mấy cái này cũng rất là đẹp, nó tốt cho cái hồ cá ha. Còn một con ở phía sau nữa đây, mình không thấy nó được nữa đây. Đó rồi. Rồi mình tạm thời xin ngừng lại tại đây và hẹn gặp lại các bạn qua những đoạn video khác ha. Xin chào tạm biệt các bạn.